Như đã nói thì hôm nay mình hướng dẫn các bạn đây, đây mình có một cái file luật không chị? Thì thường thường hay là nó sẽ không biết là cái file nó bị lỗi đó, cái phông chữ gì mà Microsoft Online nè. À, mình cũng không biết là cái phông chữ này gì, nhưng mà mình cứ thử đó. Thường thường á, thì nó có một số bảng mã. À, đây bây giờ chúng ta là vào cái này nè. Control C. Sau đó chúng ta nhấn tạo Control C. Control cộng C. Sau đó chúng ta tìm cái mũi tên, chúng ta tìm cái mũi tên đây đó. Cái này là vui như có sao, chúng ta bấm chuột phải, bấm chuột phải nha, bấm chuột phải và chúng ta đến công cụ CSS F6. Trên trên tab 3 thì chúng ta chọn thấy chữ V. Nha. À, đi rồi. À, chúng ta thử nha, thử là đi bên đây mà cho nên chúng ta nhấn chuyển mạng nha, bấm nhấn cái kia là phải nguồn đi, bấm chuyển mạng khi nào có cái thông báo. Là
stretch. Như các bạn tham rồi mà đó, như các bạn tham rồi mà chúng ta chỉ muốn chỉ cho là rồi, tại vì chúng ta ngồi mà chúng ta chọn TC về là ba, thử nha, thử TC về là ba, thử TC về là ba là coi được không? Đó, chúng ta chỉ bảo bấm chữ mã, bấm chữ mã, bấm chữ mã. Chờ, chờ cho nó thông báo. Bây giờ chúng ta nhấn control V để